Bạn mà sẽ dẫn các bạn về quê mình chơi nha. Đây là vùng sông nước ở miền Tây nha các bạn. Đó, phong cảnh đường rất là đẹp. Mời các bạn xem hết video của mình nha. Cầu dài nhất thế giới là cầu nào? À, cầu Hai Quan ở Trung Quốc dài 42,58 km. Cầu dài nhất Việt Nam? Là cầu Thị Nại, cầu vượt biển dài gần 7 km. Dạ, châu Âu có bao nhiêu quốc gia? 50 quốc gia. Châu Phi ạ? 54 quốc gia. Châu Á? 47 quốc gia. Dạ vâng, rất chính xác. Hà Nội có bao nhiêu chùa? 51 ngôi chùa. Chùa nào cổ nhất? À, chùa Trấn Quốc có lịch sử là 1.500 năm. Càng thêm ấp ủ kỷ niệm ngày xưa bên giường quai, ước hẹn ngày mai trên đường tương lai mình sẽ chung vai, ngờ đâu giờ đây tình đã hôm mới. Tuy mình đã cách xa nhau nhưng lòng mạnh càng thêm nhớ, càng thêm thương càng nhớ càng thương, càng thêm ấp ủ kỷ niệm ngày xưa bên giường quai, ước hẹn ngày mai trên đường tương lai mình sẽ chung vai, ngờ đâu giờ đây tình đã chia hai. Buồn mà chi, giận mà chi, trách mà chi, thôi hãy quên đi kỷ niệm ngày xưa, dù trong gió mưa trong bão giông dần ngát hương nghe một cánh hoa. Ông bà mình ngày xưa nói hay lắm, đó là ngàn gian nhà rồng thênh thang, đêm nằm cũng chỉ vài gang là vừa, tiền muôn bạc vàng thải thừa, ngày ăn ba bữa cất chừa làm chi. Quý vị có một lần 10 cái biệt thự, 20 cái biệt thự, có phân thân ra một đêm ngủ được 10 cái không? Mà ngủ trong một cái đó thì ngủ còn mấy gang thôi, chứ cũng không thể ngủ được cả cái nhà đó. Rồi quý vị có tiền muôn bạc vàng thải thừa thì một ngày quý vị ăn được bao nhiêu bữa? Dạ, không phải 3 bữa, 10 bữa thì còn ngán thôi. Thực ra cuộc sống chúng ta không có biết đủ thôi. Còn nếu như chúng ta mà biết đủ thì nó sẽ đơn giản hơn, nó sẽ đỡ khổ hơn, làm cho chúng ta phải đỡ lao nhọc hơn. Cái người biết đủ á, thì nằm ở trên đất cũng cảm thấy vui vẻ. Còn cái kẻ mà không biết đủ á, thì dù có ở thiên đường thì cũng cảm thấy không được an lòng. Cái chúng ta cần thì ít, nhưng mà
bạn sinh ra mẹ cha cho mọi thứ, nhà xe sang bể bơi với tiền đô, còn tôi đây chỉ có đôi tay tôi rất trân trọng. Sáng ra tôi đã phải sửa xe, đến trưa tôi đây lại phụ bạn. Dung nhan em mỹ miều, nét na em cũng yêu kiều. Dù là chân quê nhưng vạn người si mê, yêu núi yêu sừng, yêu sao như con sông, như lúa trên đồng, cương tình người bao dung. Mở ra thổ đi một giờ. Trong yêu đi đó vẫn lo cơ 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 mà giờ mấy mấy thấy đi ta bài thơ thấy đi chỉ đang xin xin cha ơi thấy đi chỉ đang yêu tôi san cơ. Đàn ông ấy nó hơn phụ nữ ở chỗ nó có hai cái đầu, nhưng mà một cái đầu kia mà đã ngậm tịt vào rồi thì cái đầu còn lại chả nghĩ được gì. Nhưng mà phụ nữ nó lại hơn đàn ông ở chỗ nó có hai cái miệng, một cái miệng mà ngậm vào rồi thì cái miệng kia chỉ có đánh vần ú hớ thôi.